Rồi chào anh Quang Quang ơi. Rồi mình cũng chào bà con và anh em đang xem kênh. Trước tiên cũng gửi lời cảm ơn bà con anh em đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Hôm nay thì mình cũng tiếp tục giới thiệu một số hoa giấy gốc Mỹ ghép ngũ sắc cho anh em tham khảo giao lưu chơi trong cái dịp Tết này. Đây là cây mã số 1 của mình. Cây này cây sắc pháo ghép ngũ sắc Thái nha nè. Cây khủng anh em ơi. Bông đẹp quá trời luôn. Cái này cây sắc pháo nha anh em, mình ghép ngũ sắc Thái vô cho anh em chơi. Cây này cái dáng rất đẹp anh em ơi. Cây cao bao nhiêu anh? Chiều cao từ mặt chậu lên tới đỉnh 1,5 m anh em ơi. Tán rộng 1,5 m luôn. Cái vành thân rất đẹp nha anh em, có cái dáng như dáng thú ngồi. Mình đo cái vành thân vị trí này cho anh em tham khảo luôn. Đây, vị trí này. Vị trí này được 63 anh em ơi. Vị trí này được 63. Thoát thân tới đây là được 60 anh em ơi. Thoát thân 60. Cái này ngũ sắc Thái nha anh em, sắc pháo mình ghép nha anh em. Cái này cũng có một số lỗi, mình cũng báo cho anh em cái một số lỗi luôn. Đây lỗi đó anh. Lũa đây. Rồi dừng lại. Lũa nhưng mà mình đã xử lý cho anh em rồi nha. Anh em chơi ok, cây sống khỏe nha. Lũa đây. Mình đã xử lý hết rồi, có lũa một hai chỗ gì đây. Bên đây luôn ha. Đúng rồi, đây luôn. Mình xử lý cho anh em rồi nha. Chơi đảm bảo sống khỏe nha anh em. Cây này có mã số 1 anh em ơi. Cây thần chậu luôn ha anh. Cây này thần chậu anh em ơi. Cây mã số 1. Cây này mình xin giao lưu với anh em 16 triệu. Bao ship 200 km. Sắc pháo ghép ngũ sắc Thái nha anh em ơi. Cây rất là khủng cây. Rồi xa hơn mình thương lượng ha. Xa hơn thì phí ship thương lượng anh em ơi. Dạ. Tiếp tục qua vườn mình giới thiệu một cây sắc pháo ghép cẩm thạch khủng anh em ơi. Cây sắc pháo ghép cẩm thạch nha nè. Cây sắc pháo này có dáng bay rất đẹp anh em ơi. Cũng là sắc pháo ghép cẩm thạch một màu màu tím anh em ơi. Cây này có mã số 2. Cây này anh em chơi trồng hòn non bộ là ok nha. Hay hồ cá vậy đó, mình cho cái dáng bay ra thì nó rất là đẹp. Số điện thoại của mình là 0939396500 nha nè. Cũng là cái số Zalo của mình luôn. Anh em nào thích cái nào thì cứ gọi trực tiếp cho mình. Mình báo giá cụ thể cho rồi, để vậy đi anh Quang. Cái sắc pháo ghép cẩm thạch một màu anh em ơi. Bông thì ok, bây giờ có bông Tết vẫn có bông bình thường nha anh em. Tại vì cây trong vòng tháng rưỡi là nó sẽ có bông lại thôi. Anh em chơi đảm bảo ok, khỏi lo bây giờ có bông Tết sẽ không có bông nha. Cây này Tết vẫn có bông bình thường cho anh em. Mình cũng xin đo cái thông số cho anh em tham khảo luôn. Chiều cao từ mặt chậu. Từ mặt chậu là được 1,5 m đó anh em ơi. Cái tán bay. Cái tán bay nó được 1,5 m luôn anh em ơi. Tán bay được 1,5 m luôn. Cái này có dáng bay rất đẹp nha anh em.
Rồi mình xây vòng đế luôn anh. Cái hoành hoành thân như thế này. Hoành thân vị trí này được 49 anh em ơi. Thoát thân luôn đi anh. Thoát thân. Thoát thân được 60 luôn. Rồi xây vậy xây vòng nè. Cái này có lũa gì không anh? Không có lũa anh em ơi. Cái này mặt cắt thôi. Cái này thì chạy sơ, mình xử lý keo cho anh em ơi. Cái đó dấu chạy hay ha? Dấu chạy. Qua mặt cắt thôi chứ cây này không có lũa nha anh em. Cây này đế nở nha. Có đế rất đẹp anh em ơi. Cây mã số 2 anh em ơi. Cây mã số 2. Cây rất là đẹp, rất là chuẩn cây. Cây này thân chậu 2 năm anh em ơi. Rồi giá luôn Quang ơi. Cây này mình xin giao lưu với anh em 19 triệu. Bao ship 200 km cho anh em luôn. Dạ rồi. Tiếp tục mình giới thiệu một số hoa giấy Mỹ ghép ngũ sắc anh em ơi. Tiếp tục cây số 2. Ủa cây số 3. Cây số 3 là một cây thường. Mình ghép 5 màu. Cây này cây thường anh em, ghép 5 màu. 4 màu thái, 1 màu cẩm thạch nha anh em. Cây này cây thường ghép 4 màu thái, 1 màu cẩm thạch cho anh em chơi. 4 màu thái. Trắng hồng vàng đỏ với một màu cam của cẩm thạch anh em ơi. Màu cam của cẩm thạch nằm đây nha anh em. Đây màu cam cẩm thạch nằm đây nè. Là cây này ngũ sắc luôn nha anh em. Cây này cây thường. Chiều cao của cây, chiều cao 1m3 anh em ơi. Từ mặt chậu tán rộng, tán rộng được 1m. Hoành thân, hoành thân cây này được 24 anh em ơi. Hoành thân 24. Cây này cây mã số 3. Xin giao lưu với anh em 3,5 triệu. 3,5 triệu bao ship cho anh em luôn. Cây này rất là đẹp nha anh em. Chuẩn cây. Bông thì xum xuê. Số điện thoại mình 0939396500. Cũng là cái số Zalo luôn. Anh em thích cây nào cứ chọn cái mã số. Mình ship đúng cái mã số cây cho anh em. Tiếp tục là cây số 4. Số 4 là một cây gốc Mỹ ghép ngũ sắc thái 5 màu anh em ơi. Cây hiện tại đủ 5 màu bông nha nè. Cây mã số 4. Gốc Mỹ ghép ngũ sắc thái 5 màu. Cây hiện tại đủ 5 màu bông nha nè. Anh em chơi lấy cái này về chơi Noel là như ý luôn. Tới Noel luôn. Còn anh em nào muốn chơi Tết thì khoảng lối gầm. Mình cắt tỉa lại thì cây sẽ lên đúng ngày Tết nha nè. Anh em nào muốn chơi Tết thì lối gầm nha. Mình cắt tỉa lại thì cây sẽ lên đúng ngày Tết cho anh em nha. Chiều cao của cây là 75. Tán rộng 70. Hoành thân. Hoành thân vị trí này. Vị trí này được 16 anh em ơi. 16. Cây này có giá 1,7 triệu bao ship cho anh em luôn. Anh em nào ở xa thì ship nó xuống bông xuống lá nha anh em. Nhưng mà anh em về chăm lại là lên bông ngay Tết nha. Đảm bảo. Tại trong vòng tháng rưỡi cây sẽ lên bông rồi đúng Tết rồi. Anh em nào ở xa thì ship là về tới nhà chơi lại là cây lên đúng Tết luôn á. Tiếp tục cây mã số 5 cũng là cây Mỹ ghép 5 màu thái luôn. Cây Mỹ ghép 5 màu thái luôn nha anh em. Anh em yên tâm nha, hiện tại có đủ mặt bông 5 màu nha. Bông nó còn hơi nhỏ thôi, mới nụ thôi. Nhưng mà đủ 5 màu bông cho anh em. Cây này cây mã số 5. Cũng có giá 1,5 triệu bao ship cho anh em luôn mã số 5. 1,5 triệu nha anh em. Cây này cao nha. Chiều cao của cây. Chiều cao được 1m06. Tán rộng. Tán rộng được 60. Hoành thân. Hoành thân được 17 anh em ơi. Cây này có rễ hay lũa một chút nha anh em. Báo cho anh em biết luôn, rễ hay lũa một chút. Cây này mã số 5 có giá 1,5 triệu bao ship cho anh em luôn. Tiếp tục mã số 6 cũng là một cây gốc Mỹ ghép 5 màu thái luôn. Mã số 6 gốc Mỹ ghép 5 màu thái luôn anh em ơi. Cây đang có nụ nha anh em.
cây có nụ bông hết trơn rồi, anh em về chơi Noel là đúng luôn. Còn anh em muốn chơi Tết thì cơi lại tầm tháng rưỡi lên bông ngay Tết. Về anh em ở xa thì mới cắt tỉa lại thì nó sẽ lên bông ngay Tết cho anh em á. Cái cây này mã số 6, chiều cao của cây, chiều cao được 90 anh em ơi. Rồi. Tán rộng, tán rộng cũng 60 luôn. Hoành thân, hoành thân ngay vị trí này, ngay vị trí này được 19 anh em ơi. Hoành thân 19, cây này cũng có giá 1.600.000 bao ship cho anh em luôn. Cây này có cái dáng bay bay rất đẹp. Cây mã số 6, 1.600.000 bao ship cho anh em luôn. Tiếp tục cây mã số 7, cũng là cây gốc Mỹ ghép 5 màu Thái luôn. Cây mã số 7 cũng là cây gốc Mỹ ghép 5 màu Thái luôn anh em ơi. Chậu này có cây tử nha anh em. Có cây tử mình không có ghép, cây tử để zin Mỹ zin luôn. Cây này mua một là được 2 luôn anh em ơi. Mua một cây được 2 cây luôn. Có cây tử nằm đeo cái bên. Mình để zin luôn. Cho nó là lạ chút. Chiều cao của cây 90. Tán rộng, tán rộng được 60 luôn. Này có cây tử nha mình anh. Mình đo cây chín nè, cây tử mình không đo. Cây chín, cây hoành thân. Cây chín hoành thân được 17 anh em ơi. Có cây tử, cây Mỹ Gin đang có bông luôn, cây tử Mỹ Gin có bông luôn nha anh em. Này cây tử nằm đeo cái bên nè. Cây này mua một được 2 anh em ơi. Cây này có giá 1.700.000. Cây mã số 7, 1.700.000 bao ship cho anh em luôn. Mua một được 2. Tiếp tục là cây mã số 8. Cũng là một cây gốc Mỹ ghép 5 màu Thái luôn anh em ơi. Cây mã số 8 cũng là cây gốc Mỹ ghép 5 màu Thái luôn. Cây mã số 8 này có giá 1.500.000 bao ship cho anh em luôn nha. Số điện thoại của mình là 0939396500, cũng là cái số Zalo luôn. Chiều cao của cây, chiều cao của cây là được 96. Tán rộng 70. Hoành thân, hoành thân cây này được 16 anh em ơi. Hoành thân cây này được 16. Cây này cũng có giá là 1.500.000 bao ship luôn. Mã số 8 1.600.000 bao ship. Ủa 1.500.000. Mã số 8 1.500.000 anh em ơi. Em chồng quay ra. Tiếp tục mã số 9. Mã số 9 cũng là một cây gốc Mỹ gấp 5 màu Thái luôn anh em ơi. Cây hiện tại có đủ 5 màu bông đó nha anh em. Có nụ thôi nhưng mà vẫn đủ 5 màu bông á. Bông chưa thẳng, chưa gộ bông. Mới lên nụ nhưng mà có mặt bông 5 màu cho anh em. Cây này cây mã số 9 anh em ơi. Chiều cao của cây 80. Tán rộng, tán rộng 70. Hoành thân, hoành thân cây này to nha nè. Hoành thân cây này được 19. Hoành thân 19 anh em ơi. Cây mã số 9. Mã số 9 này cũng có giá là 1.600.000 bao ship cho anh em luôn. Mã số 9, 1.600.000 bao ship cho anh em. Tiếp tục mã số 10, cũng là cây gốc Mỹ gấp 5 màu Thái luôn. Cây này có mặt bông hết trơn cho anh em yên tâm, khỏi sợ thiếu màu nha. Cái lô này có mặt bông hết trơn cho anh em. Về chơi Tết, chơi Noel gì cũng ok hết. Bây giờ có bông Tết vẫn có bông bình thường. Cây này cây mã số 10, chiều cao của cây, chiều cao được 1m06 anh em ơi. Cao 1m06, tán rộng, tán rộng 70. Hoành thân, hoành thân cây này được 17 anh em ơi. Hoành thân 17. Cây mã số 10 cũng có giá 1.600.000 bao ship cho anh em luôn. Mã số 10 cũng có giá 1.600.000 bao ship luôn anh em ơi. Số điện thoại của mình là 0939396500, cũng là cái số Zalo luôn. Anh em nào thích cây nào thì cứ chọn cái mã số, mình ship đúng mã số cây cho anh em. Về về cái chậu này. Dạ. Còn cái giá tiền của cây thì nó không chênh lệch bao nhiêu anh em ơi. Tại vì cây này mình làm giống giống không à. Cho nên cái giá tiền nó không chênh lệch. Anh em ở xa thì nó xuống bông xuống lá nha. Nhưng mà về anh em cơi lại thì cắt tỉa gọn lại thì trong vòng 1.5 tháng sẽ lên bông lại. Lên đúng Tết cho anh em chơi luôn. Cây này cây mã số 11. Chiều cao của cây 11 chiều cao, chiều cao 1m anh em ơi. Tán rộng, tán rộng được 80 anh em ơi. Hoành thân,
Hoành thân cây này được 18. Hoành thân cây này được 18 anh em ơi. Dạ. Cây này cũng có giá là 1,6 triệu bao ship cho anh em luôn, mã số 11, 1,6 triệu bao ship luôn. Số điện thoại của mình là 0939396500, cũng là cái số Zalo luôn. Tiếp tục mã số 12. Mã số 12 cũng là cây Mỹ ghép 5 màu Thái luôn. Hiện tại có đủ 5 màu cho anh em. Mới có nụ nhưng mà vẫn có mặt bông cho anh em, 5 màu. Anh em yên tâm cứ chơi ok, không có sợ thiếu màu nào hết. Đủ 5 màu Thái cho anh em. Thì mã số 12. Mã số 12. Chiều cao của cây. Chiều cao được 90 anh em ơi. Chiều cao 90. Tán rộng được 70 luôn. Hoành thân. Hoành thân cái này được 16 anh em ơi. 16, mã số 12, cũng có giá 1,6 triệu bao ship cho anh em luôn. Tiếp tục mã số 13. Mã số 13 cũng là cây Mỹ ghép 5 màu Thái luôn. Mã số 13 cũng là một cây gốc Mỹ ghép 5 màu Thái luôn. Cây có mặt bông hết trơn nha anh em yên tâm nha. Anh em ở xa thì mình ship nó sẽ xuống bông xuống lá, nhưng mà về tới nơi anh em cắt tỉa lại thì nó sẽ lên bông đúng tết cho anh em đó. Anh em cứ chơi ok thoải mái. Mã số 13, chiều cao của cây. Chiều cao cây 13 được 100 anh em ơi, 1 mét. Tán rộng 70 luôn. Hoành thân ngay vị trí này 16 luôn. 16. Mã số 13 cũng có giá 1,6 triệu bao ship cho anh em luôn. Tiếp tục mã số 14. Mã số 14 là một cây Mỹ mình ghép 2 màu nha nè. Cây này có 2 màu thôi. Màu vàng với màu trắng phớt hồng. Cây Mỹ ghép 2 màu, màu vàng với trắng phớt hồng. Cây này mã số 14 mình xin giao lưu với anh em 1,5 triệu bao ship. Mình nhận ship toàn quốc nha nha. Mã số 14. Chiều cao của cây. Chiều cao được 70 anh em ơi. Tán rộng được 75. Cây này xum xê nha nè. Hoành thân cây này được 15. Hoành thân vị trí này 15 anh em ơi. Yeah. Mã số 14. Cây gốc rất là đẹp, rất là quái nha. Tàn xum xê, tuy có 2 màu thôi nhưng mà nó rất là đẹp, cái dáng rất đẹp. Cây này xin giao lưu với anh em 1,5 triệu bao ship cho anh em luôn, mã số 14. Tiếp tục mã số 15. Cũng là một cây gốc Mỹ ghép một màu đỏ Thái anh em ơi. Ghép một màu đỏ Thái. Mã số 15. Gốc Mỹ ghép một màu đỏ Thái anh em ơi. Cây này một màu thôi. Một màu đỏ rất là sáng, màu rất đẹp. Chiều cao của cây. Chiều cao 80. Tán rộng 80 luôn anh em ơi. Hoành thân ngay vị trí này. Hoành thân được 17. Cái này có cái rễ hay sam đây chút nha nè. Đây rễ hay sam đây chút nè. Báo trước cho anh em luôn. Cây mã số 15 có giá 1,5 triệu bao ship cho anh em luôn. Một màu đỏ Thái anh em ơi. Đỏ rất là nổi. Tiếp tục mã số 16. Mã số 16 là cây Mỹ ghép 5 màu Thái. Cây mã số 16 này cũng có giá 1,6 triệu bao ship cho anh em luôn. Số điện thoại của mình 0939396500, cũng là cái số Zalo luôn nha nè. Anh em thích cây nào thì chọn cái mã số, mình ship đúng mã số cây cho anh em. Chiều cao của cây. Chiều cao được 80. Tán rộng 80 luôn. Hoành thân vị trí này được 16 luôn. Hoành thân vị trí này 16. Mã số 16 có giá 1,6 triệu luôn. Cây gốc Mỹ ghép 5 màu Thái. Tiếp tục là cây mã số 17, cũng là một cây gốc Mỹ ghép 5 màu Thái luôn. Mã số 17, cây này nó to nha anh em. Mã số 17. Hiện tại có mặt bông 5 màu nha anh em yên tâm nha, chơi ok nha. Anh em khỏi sợ thiếu màu bông nha. Nhưng mà ở xa thì anh em ship thì nó phải xuống bông xuống lá, nhưng mà về mình cắt tỉa lại thì cây sẽ lên bông đúng tết cho anh em. Đủ 5 màu bông Thái nha anh em, yên tâm nha. Chiều cao của cây.
chiều cao 90 anh em ơi, tán rộng được 85, hoành thân cây này được 19, cây này mã số 17, xin giao lưu với anh em một chiều 7 bao ship, mã số 17 xin giao lưu chiều 7 bao ship nha anh em. Tiếp tục mã số 18 cũng là một cây Mỹ ghép 5 màu Thái luôn, tuy bông chưa gộ nhưng mà có nụ đủ mặt bông nha nè, đủ mặt bông 5 màu nha, bông nó chưa có gộ thôi nhưng mà có mặt bông hết trơn này. Mã số 18 cây này cũng xin giao lưu với anh em 1 triệu 7 bao ship luôn. Mã số 18, chiều cao của cây, chiều cao là được 85 anh em ơi, cao 85, tán rộng được 70, hoành thân cây này được 19, cây này cũng có giá 1 triệu 7 bao ship cho anh em luôn. Tiếp tục mã số 19, mã số 19 cũng là cây Mỹ ghép 5 màu Thái luôn, cây hiện tại có mặt bông 5 màu nha anh em chơi ok yên tâm nha. Cây mã số 19, cây này mình cũng xin giao lưu với anh em 1 triệu 6 bao ship luôn. Cây này cao có dáng bay bay, cao, chiều cao của cây được 1m15 anh em ơi, cây này chiều cao 1m15, tán rộng được 70, hoành thân cái này được 16, cây này có giá 1 triệu 6 bao ship cho anh em luôn, mã số 16. Tiếp tục mã số 17, ủa mã số 20, cây nãy là mã số 19 anh em ơi, lộn, cây này mã số 20. Mã số 20, cây này tàn tròn đều nha nè, đang có bông. Chiều cao của cây mã số 20, chiều cao 1m02 anh em ơi, tán rộng được 65, hoành thân vị trí này được 18 anh em ơi, hoành thân 18, mã số 20, xin giao lưu với anh em 1 triệu 7 bao ship cho anh em luôn, nhận ship toàn quốc nha anh em. Số điện thoại của mình là 0939396500, cũng là cái số Zalo luôn. Anh em thích cây nào thì cứ gọi trực tiếp cho mình, chọn cái mã số cây, mình ship đúng mã số cây cho anh em. Cái lô này thì số tiền nó không chênh lệch bao nhiêu, chủ yếu mình thích cây nào thì mình chọn cây nấy thôi. Cây này mã số 21, đây mã số 21 cũng là một cây gốc Mỹ ghép 5 màu Thái luôn. Mã số 21, cây này xin giao lưu với anh em 1 triệu 6 bao ship luôn. Cây chuẩn 5 màu Thái nha nè, chiều cao 88, tán rộng được 70, vành thân ngay vị trí này được 14, cái thân uống dặn rất đẹp anh em ơi, cây này nó uống, nhìn cái cổ thân chỗ này rất là quái, rất là đẹp, thân nó dặn cây rất là đẹp. Mã số 21 có giá 1,6 triệu bao ship anh em ơi. Tiếp tục mã số 22 là một cây gốc Mỹ ghép cẩm thạch 5 màu nha anh em, 22 cây gốc Mỹ ghép cẩm thạch 5 màu, cây thì hiện tại có 4 màu, còn màu vàng chưa bông nha anh em, tím trắng đỏ với cam đây, tím trắng đỏ đây, cam đây, còn màu vàng, bo này là bo vàng, cây này cẩm thạch 5 màu nha anh em. Chiều cao của cây, chiều cao 60, tán rộng 70, hoành thân cái này được 15, hoành thân 15, mã số 22 có giá 1,5 triệu bao ship cho anh em luôn, gốc Mỹ ghép 5 màu cẩm thạch, vàng đỏ tím trắng cam. Mã số 23 là một cây cẩm thạch 3 màu, gốc Mỹ ghép cẩm thạch 3 màu tím trắng hồng, hiện tại có mặt bông 3 màu nha anh em. Mã số 23, cây này xin giao lưu với anh em 1,3 triệu bao ship luôn, cẩm thạch 3 màu tím trắng hồng, chiều cao của cây là 60, tán rộng được 60 luôn, hoành thân được 16 anh em ơi, hoành thân 16, cây này gốc rất quái rất đẹp nha, dạng bonsai nha. Cây mã số 23 xin giao lưu với anh em 1,3 triệu bao ship luôn,
mã số 23, 1,3 triệu bao ship, gốc Mỹ ghép 3 màu cam tạch, tím trắng hồng. Tiếp tục mã số 24, cũng là một cây gốc Mỹ ghép cam tạch 3 màu tím trắng hồng luôn. Cây này 24, cũng là cây gốc Mỹ ghép cam tạch 3 màu tím trắng hồng luôn nha anh em. Số điện thoại của mình 0939396500, cũng là cái số Zalo luôn. Anh em thích cây nào thì cứ chọn mã số cho mình thôi, mình ship đúng mã số cây. Cây này đủ 3 màu bông nha anh em, tím trắng hồng. Chiều cao của cây, chiều cao được 75 anh em ơi. Cao 75, tán rộng được 80. Hoành thân được 16. Cái này có giá 1,4 triệu bao ship cho anh em luôn. Mã số 24 1,4 triệu bao ship cho anh em luôn. Mã số 24 có giá 1,4 triệu nha anh em. Tiếp tục mã số 25 là một cây gốc Mỹ ghép 4 màu Thái. Mã số 25 cây gốc Mỹ ghép 4 màu Thái anh em ơi. Mã số 25 nha nè. Cây này thoát thân tán dù ở trên, mình bẻ cái tán dù tròn ở trên cho anh em chơi. Cây này bây giờ có bông tết vẫn có bông bình thường nha nè. Anh em chơi yên tâm nha, ok nha, khỏi lo nha. Cây này chỉ có 4 màu thôi, nào mình nói trước 5 màu thì mình nói 5 màu, 4 màu mình nói 4 màu. Cây này gốc Mỹ ghép được 4 màu Thái. Chiều cao của cây từ mặt chậu lên tới đỉnh 1,5 m anh em ơi. Từ mặt chậu lên tới đỉnh 1,5 m. Rồi, tán ngang thôi. Tán ngang được 1 m anh em ơi. Tán ngang được 1 m. Vành thân ở vị trí này. Vị trí này 23. Củ đế. Hạo củ đế cho anh em tham khảo luôn. Củ đế được 67. Cái này có lũa đang chút nha anh em. Chốc da mình xử lý keo cho anh em ơi. Đây, ngay chỗ này nè, cái lũa cái rễ đây. Rồi, xe dọc đế. Cái rễ nó bị lũa, mình xử lý cái keo cho anh em này. Cây mã số 25, cây này xin giao lưu với anh em 5 triệu. Mã số 25 cây này 5 triệu nha anh em. Mình bao ship cho anh em 200 km. Mã số 25. Tiếp tục cây mã số 26. 26 là một cây cây thường. Mình ghép được 3 màu. 26 là cây sắc pháo, mình ghép được 3 màu nha anh em. Cây màu cam Thái với cam thạch với màu hồng. Màu hồng vinh của cây sắc pháo nha anh em. Cây này được 3 màu á. Được màu cam Thái này với màu tím cẩm thạch nè, với màu hồng zin của thân cây. Là cái này được qua màu. Rồi, cao đen. Chiều cao của cây. Chiều cao được 70 anh em ơi. Rồi. Cao 70, tán rộng. Tán rộng 80. Hoành thân cái này được 26 anh em ơi. Rồi. Hoành thân 26. Cây này mã số 26 giao lưu với anh em 1,3 triệu bao ship. 26 1,3 triệu bao ship anh em ơi. Rồi. Tiếp tục cây 27 cũng là cây sắc pháo, mình ghép được 4 màu. Cam với đỏ Thái, trắng với màu tím. Trắng này trắng thường nha anh em. Tím cẩm thạch. Cây này mã số 27. Mã số 27 này, cây này cũng có giá mà là 1,3 triệu bao ship cho anh em luôn. Cây này được 4 màu nha nè. Cây này cũng có giá 1,3 triệu bao ship cho anh em luôn. Cam đỏ với tím trắng. Chiều cao của cây 70. Tán rộng 70 luôn. Hoành thân cây này cũng được 25 luôn. 1,3 triệu bao ship cho anh em luôn. Mã số 27, 1,3 triệu bao ship cho anh em. Tám cũng là một cây cuối cùng nha anh em, cũng là một cây cuối clip. Mã số 28 cũng là một cây cuối clip.
Cây này gốc Mỹ ghép 5 màu cam thạch. 5 màu cam thạch nha anh em. Ủa 5 màu Thái, nó lộn. Cây này rất đẹp anh em ơi. Gốc Mỹ ghép 5 màu Thái. Cây hiện tại có mặt bông 5 màu nha anh em. Chiều cao được 85. Tán rộng được 70. Hoành thân. Hoành thân cây này được 15. Cây này mình xin giao lưu 1,6 triệu. Gốc Mỹ ghép 5 màu Thái. Cái này là cũng cây có clip, cũng chân thành cảm ơn bà con anh em đã bỏ thời gian xem cái clip, cũng rất mong được sự ủng hộ của bà con và anh em ạ. Rồi, xin chào anh Quang luôn. Rồi, kênh là TK Bonsai, xin cảm ơn bà con cô bác đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại bà con cô bác vào video lần sau.